Camera hành trình của một ô tô đã quay lại cảnh nhiều tảng đá lớn lăn từ sườn núi xuống quốc lộ 318 ở huyện Lỗ Định, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 24 tháng 7. Trong video, một chiếc ô tô đã thoát khỏi tai nạn nhờ sự nhanh nhạy và phản ứng bình tĩnh của nữ tài xế tên Yu. Thời điểm trên, khi phát hiện đá núi rơi xuống, bà Yu đã nhanh chóng tăng tốc, chiếc xe bị trầy sức nhẹ do đá nhỏ văng trúng, nhưng nữ tài xế đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gan tấc sau khi người dân trình báo cơ quan chức năng huyện lỗ định đã kịp thời dọn dẹp hiện trường đảm bảo an toàn giao thông cho những phương tiện khác